Tâm bão đang hướng về miền Trung, còn tâm dịch thì vẫn ở các tỉnh miền Nam. Hôm qua, tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, đơn vị xây dựng xong kế hoạch tiêm bổ sung và liều nhắc lại đối với người tiêm đủ liều cơ bản. Dự kiến tuần sau sẽ bắt đầu tiêm cho người dân. Những ngày qua, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cũng triển khai tiêm mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu và các đối tượng ưu tiên khác. An Giang đề nghị hỗ trợ 1.400.000 liều vaccine Covid-19 để tiêm bổ sung và liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, khoảng 500.000 người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, ưu tiên tiêm trước. Số còn lại sẽ tiêm trong tháng 1 năm sau. Dự kiến hết tuần này, tỉnh sẽ tiêm xong mũi 2 cho trẻ em. Còn Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, sau 10 ngày triển khai, đến nay có hơn 31.000 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3, chiếm hơn 4% dân số tỉnh. Số người tiêm đủ 2 mũi chiếm 96,6% dân số. Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai tiêm mũi 2 vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đạt 93%. Sóc Trăng tiêm mũi bổ sung cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người có tình trạng suy giảm miễn dịch từ đầu tháng 12. Tỉnh vừa rà soát, vừa tiêm và đang đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ cấp vaccine cho tỉnh để tiêm mũi bổ sung. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, nhằm giảm nguy cơ mắc Covid-19, giảm số ca chuyển biến nặng, tử vong, tỉnh đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ cấp 65.000 liều vaccine Pfizer trong tháng 12 để tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người có yếu tố nguy cơ cao như suy giảm miễn dịch, ghép tạng, ung thư, HIV, các bệnh nặng, nhất là những người trên 50 tuổi. Trước tình trạng phải đối mặt với số ca mắc tăng vọt, nhiều quốc gia triển khai việc tiêm trộn mũi 3 trong điều kiện nguồn cung thấp và tốc độ tiêm chủng chậm so với một số lo ngại về tình hình an toàn giữa các loại vaccine. Và Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khuyến nghị tạm thời về việc tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine COVID-19 của các hãng dược khác nhau cho cả liều thứ 2 và thứ 3. Khuyến nghị cũng được đưa ra sau một nghiên cứu lớn công bố hồi tuần trước cho thấy liều đầu tiên của AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech và liều thứ 2 bằng vaccine Moderna trong 9 tuần sau đó cho thấy phản ứng miễn dịch tốt hơn. Theo WHO, tùy vào tình trạng sẵn có, các vaccine công nghệ mRNA như của hãng Pfizer và Moderna có thể được sử dụng làm liều tiếp theo sau những liều ban đầu bằng vaccine công nghệ vector virus của hãng AstraZeneca và ngược lại. Tổ chức này cũng cho biết, vaccine AstraZeneca và các vaccine công nghệ mRNA có thể được dùng sau những liều ban đầu bằng vaccine bất hoạt của hãng Sinopharm.